Hello các bạn, chào mừng các bạn tới với kênh của Hiền Vi nhé. Hôm nay Hiền Vi cho chị Hai đi bắt ốc các bạn ạ. Xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Quần áo đấy không được bỏ vào máy giặt đâu nhá. Giặt tay đi, tự giặt tay đi. Em đi bắt ốc cho các bạn. Cho em lấy trải nghiệm. Có chừng té đấy. Nước ở đây nó lún đấy. Ruộng này ruộng ngày xưa, ruộng của bà ngoại mà. Chuối các bạn, om nó ngon này. 3 ca, 4 ca, to. Này, tao bắt được cái ốc thế này kìa mày. Đây này. Ốc nó nằm ở dưới á. Cẩn thận đấy, chụp này có một cái lún này, ruộng này ngày xưa có một cái khúc lún lên đầu gối luôn. Luộc rồi là xào chuối hoặc là mình nướng cũng được. Tại vì giỏi ghê bắt nhiều rồi. Mệt chưa? Chưa. Chưa? Chưa. Ủa? Mẹ được chưa? Được. Lắm bệnh này. Thì mới bị ngã xong mà. Ôi giời. Nhìn thấy không? Nhìn thấy đầy không? Chạy chạy cái gì? Đất gì? Là nó người ta tháo nước để người ta phay các bạn, cho nên là ốc nhiều.